chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Anna trong những clip trước. Và tuần này chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ các bậc cha mẹ. Đó là cái Anna có thể chia sẻ cái phương pháp mà giúp cho trẻ con có thể giảm cân. Và khi có những cái kết quả giảm cân trên 3 đối tượng này, là trẻ từ 5 đến 7 tuổi này, trẻ nằm trong độ tuổi từ 7 cho đến 13 tuổi này, và trẻ trong đối tượng từ 13 cho đến 16 tuổi này, Anna đã có cái trải nghiệm là tư vấn cái dịch vụ và có kết quả cho cả ba cái lứa tuổi này. Thì hôm nay Anna sẽ chia sẻ với các bậc cha mẹ một cái bí quyết giúp cho con của chúng ta có thể giảm được từ 5 cho đến 10 kg. Đối với trẻ thì không quan trọng là trong thời gian bao lâu, tại vì trẻ không có bị sức ép là phải đẹp luôn trong vòng 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng. Trẻ cũng hiếm khi có những cái vấn đề về sức khỏe lớn đến mức độ mà phải giảm một cái lượng cân quá lớn. Cho nên cái phương pháp này áp dụng với trẻ rất là nhẹ nhàng. Bằng cái tiêu chí như thế nào ạ? Bằng hai cái tiêu chí lớn thôi. Một là mình điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, và thứ hai nói về vận động. Trong cái việc vận động á, nó sẽ ngắn hơn, cho nên là Anna sẽ chia sẻ trước. Và trước khi mà vào đến cái phần chính là về chế độ dinh dưỡng và vận động, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nguyên tắc khi mà giảm cân cho trẻ con. Cái điều này là cái điều mà ba mẹ này, ông bà này, cô dì, chú bác này, tất cả mọi người trong gia đình đều phải nắm vững những cái nguyên tắc này. Khi mình nắm vững những nguyên tắc này thì mọi cái thứ kỹ thuật về phía sau nó vô cùng đơn giản. Vậy nguyên tắc đó là gì ạ? Trước tiên, cha mẹ và ông bà, người lớn trong gia đình phải hiểu rằng là giảm cân cho trẻ con tưởng là rất khó, nhưng thực ra là rất dễ, bởi hai lý do. Lý do đầu tiên, trẻ có một cái cơ thể vô cùng khỏe mạnh, tức là đấy là cái lứa tuổi mà cái thể trạng của con người á, khỏe nhất trong toàn bộ vài chục năm sinh sống. Và với cái độ tuổi của trẻ thì nó khiến cho cái môi trường bên trong cơ thể của trẻ vô cùng sạch sẽ. Nếu như có những cái sai trong chế độ dinh dưỡng xảy ra thì cũng ngay lập tức được cái hệ thống tế bào vô cùng trẻ khỏe đấy sẽ điều chỉnh được ngay lập tức. Cũng chính vì như thế mà trong cả cuộc đời của chúng ta thì cái giai đoạn khi chúng ta là trẻ con á, chính là cái giai đoạn mà chúng ta có cái sự tăng trưởng về mặt thể trọng nhanh nhất, với tốc độ rất là nhanh. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ cái nguyên tắc đó. Cho nên nếu như đối với người lớn thì cái kết quả bạn sẽ thấy là nó lâu hơn, thì đối với trẻ con bạn thì chỉ cần bạn áp dụng được bằng một phần những gì người lớn áp dụng thì cái kết quả nó vẫn cao gấp 10 lần so với những gì mà người lớn nhận được. Rồi, cái yếu tố thứ hai là một cái yếu tố còn quan trọng hơn yếu tố đầu tiên, là chúng ta phải nhớ rằng là trẻ đang ở trong một cái giai đoạn mà cần một cái nguồn năng lượng và chất dinh dưỡng rất là lớn. Cũng bởi vì như thế cho nên là các bạn ấy thường xuyên thấy đói. Và nếu không có cái loại thực phẩm này thì bắt buộc các bạn ấy phải ăn cái loại thực phẩm khác. Khác với người lớn, ví dụ như chúng ta chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta không có một số loại đồ ăn mà chúng ta thích thì có thể chúng ta nhịn vài bữa chẳng hạn. Nhưng mà trẻ con thì không như vậy. Trẻ con là nếu như mà chỉ cần từ sáng đến chiều mà bạn không cho ăn xúc xích thì chắc chắn rằng khi thấy một trái chuối nó sẽ ăn, hoặc khi là thấy một trái táo nó sẽ ăn. Đây cũng chính là cái yếu tố khiến cho cái công cuộc giảm cân cho trẻ con nó đơn giản và thuận lợi hơn so với cả người lớn. Và cái thói quen mới được đặt ra rất là nhanh. Thói quen mới chỉ cần sau 21 ngày là trẻ đã bắt đầu có dấu hiệu quen, gần như là quen thuộc ấy, với cái phương pháp rồi. Sau 30 ngày và cái khoảng thời gian là sau 90 ngày thì bạn sẽ thấy là con của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Đây là cái nguyên tắc số 1 mà phụ huynh cần phải nhớ. Cái nguyên tắc tiếp theo mà phụ huynh cần phải nhớ đó là chúng ta cần phải làm gương. Trong gia đình của chúng ta, nếu như mà cha mẹ có một chế độ dinh dưỡng vẫn theo cái lối cũ thì chính cái lối dinh dưỡng đấy chính là cái dinh dưỡng mà trẻ đã học theo một cách vô thức. Anna sẽ kể cho bạn câu chuyện này nhé. Nếu bây giờ mình cùng nhau làm một cái bài tập như thế này chẳng hạn, nếu như Anna nói, miệng Anna nói và tay Anna làm, đây là trán này, mũi cằm, trán mũi cằm, trán mũi cằm, thì vừa nói vừa làm thì
Bạn, nếu bạn có đang ở trước cái màn hình, bạn có thể làm theo chán mũi cằm, chán mũi cằm rất là dễ đúng không ạ? Rồi, bây giờ Anna sẽ nói và các bạn làm theo những gì Anna nói chứ đừng làm theo những gì tay Anna làm. Chán mũi cằm, chán mũi cằm, chán mũi cằm. Bạn có thấy nó ngược không ạ? Thì với trẻ cũng như vậy. Nếu như cha mẹ nói rằng là à con ơi con không được ăn bánh kẹo, nhưng cha mẹ ăn bánh kẹo thì con nó sẽ học theo những gì cha mẹ làm chứ không học theo những gì cha mẹ nói. Tiếp đến là nếu mà mình muốn là cho con bớt những cái đồ ăn chiên xào rán đi, mình biết là những cái đồ đấy làm cho con bị tăng cân, nhưng mà trong mâm cơm của mình lại có toàn những cái đồ như vậy thì đương nhiên con không có sự lựa chọn khác, con sẽ phải ăn đúng không ạ? Nếu mà mình muốn rằng là mình làm sao đó mình hỗ trợ cho con để con có thể giảm cân tốt, nhưng mà cha mẹ lại không có thời gian để quan tâm đến bữa ăn của con thì con cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc là à sắp xếp cái gì thì các bạn ấy sẽ ăn cái đó. Và chính vì cái điều này mà cái việc mà làm gương từ phụ huynh là rất quan trọng, và cái chế độ dinh dưỡng của trẻ để giảm cân theo cái phương pháp giảm cân Yobo là một cái chế độ không phải là dùng thuốc, không phải là nhịn ăn. Mình chỉ thay đổi cái thói quen ăn uống mà thôi. Và đối với trẻ thì gần như là trẻ không phải kiêng một cái loại gì đấy quá nhiều quả. Trẻ chỉ có mỗi một cái nguyên tắc quan trọng nhất, đó là bỏ bớt thực phẩm chế biến. Một lát mình sẽ đi kỹ hơn ở phần bên dưới của clip này. Còn lại thì gần như là trẻ được ăn tất cả những mọi thứ mà tốt cho sức khỏe và cần thiết cho cái sự tăng trưởng của trẻ. Cho nên rằng nếu như cha mẹ mà có thể đồng hành cùng với con và cha mẹ làm gương cho con thì cái quá trình giảm cân này bạn sẽ thấy cái kết quả vô cùng nhanh chóng và đáng kinh ngạc. Một cái điều thứ ba nữa là trẻ cần được giải thích. Cái nguyên tắc này rất nhiều người trong chúng ta là quên. Tức là khi mà chúng ta dạy con chúng ta ấy thì chúng ta thường là đưa yêu cầu, đòi hỏi. Thực ra là phụ huynh hay đòi hỏi chứ không phải trẻ con hay đòi hỏi. Nếu như bạn thấy đứa con của mình hay đòi hỏi thì rõ ràng là nó là cái phản chiếu rất lớn từ cho cái lối hành xử của chúng ta. Thế thì bây giờ nếu như một đứa trẻ mà từ trong độ tuổi từ 8 cho đến 14 tuổi thì rõ ràng là bạn phải giải thích rồi. Có những đứa trẻ mà các con phát triển sớm hơn và có ý thức sớm hơn, mà thực ra trong cái xã hội hiện đại bây giờ thì trẻ con là phát triển sớm. Cho nên rằng có khi từ 5 tuổi trở lên bạn đã phải giải thích rồi. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó hoặc bạn muốn trẻ làm một điều gì đó, có một thói quen gì đó mới thì phụ huynh cần phải dành thời gian để giải thích cho con thay vì là bắt ép con làm cái điều mà mình muốn. Thì bây giờ mình phải giải thích để cho con hiểu đó là điều mà cần thiết và dần dần chính con sẽ muốn điều đó. Đương nhiên, nếu bây giờ tước bỏ hết tất cả những loại thức ăn yêu thích của các bạn ấy đi, thay bằng những loại thức ăn khác hoặc bắt các bạn ấy nhịn ăn thì các bạn ấy không thể nào thích ngay được ạ. Cho nên là cái này nó là một cái hành trình. Có điều rằng là hành trình này không hề dài một chút nào, chỉ trong vòng 1 tháng cho đến 3 tháng thôi là các bạn ấy có thể giảm 2 cân, 5 cân, thậm chí 10 cân tùy vào cái lứa tuổi của các bạn ấy và tùy vào cái mức độ dư cân của các bạn ấy đang có bây giờ cũng như là mức độ đồng hành của phụ huynh. Được không ạ? Thế thì Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước á, mà cách đây 30 năm đang là đất nước suy dinh dưỡng diện thấp còi, nhưng mà bây giờ theo thống kê thì chúng ta ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một số những thành phố lớn khác thì tỷ lệ trẻ bị dư cân béo phì lên đến 30%, và ở những cái quận nội thành thì nó lên đến 40%. Thế thì chỉ trong 30 năm thôi mà chúng ta đã có một cái bước gọi là nhảy vọt rất là ngoạn mục. Thế thì chắc hẳn là nếu chúng ta không thay đổi cái chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ bây giờ thì trong vài thập kỷ nữa thôi chúng ta sẽ đuổi kịp các cái cường quốc béo phì khắp năm châu. Thế cho nên khi mà Anna làm cái bài chia sẻ này thì Anna đã rất là cân nhắc và phải dựa trên những cái kết quả thực tế từ những cái khách hàng nhỏ tuổi đáng yêu thì sau đó mình mới dám là chia sẻ một cách đầy đủ. Thực ra là gần như là 100% những gì mà đang áp dụng thực tế rồi, thì cũng mong là các bạn, các phụ huynh có thể áp dụng cho con của mình để có cái chế độ điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý nhé.
Vậy chúng ta sẽ đi vào cái phần thông tin về chế độ dinh dưỡng cho các con. Chế độ dinh dưỡng cho các con thì chúng ta phải nhớ rằng là các con được ăn tất cả những gì mà các con muốn. Nhưng cái ý muốn đấy của các con thì phụ huynh của chúng ta phải điều chỉnh được. Tức là thực ra trẻ con ý, dưới 14 tuổi thì gia đình vẫn là cái nơi mà ảnh hưởng nhất tới trẻ con. Nếu như con bạn đang bị dư cân và cháu ở cái độ tuổi là trên 14 tuổi hoặc 13-14 tuổi trở lên, thì với cái độ tuổi đó thì những cái người bạn của con mình lại rất quan trọng. Lúc đấy lời nói của bố mẹ không còn có phát huy được hiệu quả nữa. Lúc đấy con là có một cái tập thể đội nhóm của con, và như vậy bạn sẽ phải tìm cách tác động ở những người bạn của con. Nếu như con bạn dưới 13-14 tuổi thì đây đang là cái cơ hội vàng cho bạn, bởi vì phụ huynh vẫn là những người mà ảnh hưởng nhất đến con. Và trẻ con á, có những giai đoạn mà trẻ gần như copy hoàn toàn những gì mà người lớn làm. Cho nên rằng là bạn cứ tin đi, là nếu mà bạn khao khát đủ mạnh trong cái việc là điều chỉnh cân nặng cho con thì chắc chắn rằng là con bạn sẽ làm được. Chúng ta bước vào cái phần dinh dưỡng, cũng là cái phần thế mạnh của Yobo. Đối với cái chế độ dinh dưỡng của trẻ, chúng ta sẽ đi từ sáng đến tối. Buổi sáng ngủ dậy á, thì trẻ sẽ được uống một ly nước ấm. Nước là một phần vô cùng quan trọng, giúp cho cái môi trường trao đổi chất bên trong cơ thể của trẻ nó được làm sạch và được dung hòa. Và khi mà uống nước á, thì buổi sáng bạn hãy nhớ là cho con nước ấm chứ không phải là nước lạnh, không phải là nước đá. Một trong những cái điều mà rất là nhiều phụ huynh, đặc biệt là ở khu vực miền Nam của Việt Nam, thì thường là cho con mình uống nước đá rất là nhiều, thì đây cũng chính là một cái nguyên nhân làm cho răng của con bị hư này, hoặc là nó thường xuyên gây ra một số cái trạng thái khó chịu liên quan đến hệ tiêu hóa của con, rồi những cái bệnh liên quan đến cảm lạnh, cảm mạo thì nó cũng đến từ cái việc là con thường xuyên uống nước nguội và uống nước đá. Phụ huynh cũng có thể hiểu lầm rằng là con chỉ uống nước đá thì mới có hại, nhưng mà thực chất khi con uống nước nguội thường xuyên thì cái mức độ gây hại đến sức khỏe của con còn nhiều hơn là khi con uống nước đá. Thứ nhất bởi vì nước đá là con uống ít hơn, và cái lạnh của đá nó chỉ lạnh ở cuống họng thôi. Còn khi mà hoặc là mình ăn kem mình thấy nó lạnh lạnh ở cuống họng, và mình thường là mình ăn cái lượng ít. Còn khi mà uống nước lọc thì cái này mới là cái vấn nạn này. Thường chúng ta cho con uống nước lạnh rất là nhiều, và một trong những nguyên nhân gây cho cơ thể của con bị dư cân và bị mập đến từ nước lạnh. Phụ huynh chỉ cần đổi được cái thói quen là cho con có một bình nước cá nhân và cho con cầm theo bình nước nóng đến trường, thì như vậy thôi thì nó đã thay đổi được khá là nhiều trong cái cuộc chiến chống lại cái tình trạng dư cân và béo phì ở trẻ. Và buổi sáng con uống bao nhiêu nước là đủ, thì phụ huynh chỉ cần lấy cho con khoảng 100ml nước cho đến 150ml tùy vào độ tuổi của con. Nếu như con đã trên 13-14 tuổi rồi thì con có thể uống khoảng 150 cho đến 200ml. Còn nếu như mà các con mà đang ở độ tuổi tiểu học thì con có thể uống khoảng 100ml thôi. Còn nếu như các con mà còn bé hơn ở độ tuổi mẫu giáo thì đôi khi cha mẹ chỉ cần cho con uống khoảng 50-60ml cho đến dưới 100ml, tùy vào cái điều kiện thời tiết và cái mức độ tiêu thụ các cái loại thực phẩm khác của trẻ trong ngày. Sau bữa sáng, sau khi ngủ dậy bây giờ sẽ đến bữa sáng. Bữa sáng thì có hai khả năng xảy ra, hoặc là con sẽ ăn theo chế độ ở trường, hoặc là con sẽ ăn theo chế độ mà ba mẹ chuẩn bị ở nhà. Nếu con ăn theo chế độ ở trường, thực ra thì mình khó lòng mà thay đổi được, tại vì thực đơn đó là một cái thực đơn mà cũng được kiểm soát khá là kỹ càng. Và ở trường bây giờ, với những cái trường mà trẻ học bán trú ấy, thì rõ ràng là nhà trường cũng không cho phụ huynh đưa đồ ăn vào, bởi vì để đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất nhiên là ở trường con vẫn ăn đùi gà, con vẫn ăn một số cái đồ chiên rán, nhưng có một cái hay ở trường á, là ở trường các con được ăn theo phần. Và chính bởi cái phần đấy thì các cái chuyên gia dinh dưỡng của nhà trường họ đã tính toán một cái phần vừa đủ, và hiếm có cái trẻ nào mà lại có thể xin ăn thêm ngoài cái phần đó. Cho nên là không phải là chỉ ăn ở nhà với phụ huynh là tốt đâu. Đôi khi ở trường họ làm cho trẻ ghi nhớ được là mình có một cái phần ăn, nó cũng rất là tốt, tránh được cái việc là trẻ sẽ ăn quá so với cả cái nhu cầu của cơ thể của trẻ.
Còn nếu như mà mẹ chuẩn bị bữa sáng cho trẻ ở nhà thì mẹ phải hiểu rằng là thực ra những cái bún biến phở ấy cũng chẳng tốt cho con đâu. Nếu bữa sáng mà mẹ có thể cho con ăn một chút cháo hoặc là một chút cơm, mà đương nhiên là bạn mẹ mẹ phải biết nấu theo cái cách nào mà mùi vị nó thơm ngon nhé. Sau đó là mẹ hãy thêm vào cái thành phần của bữa sáng là rau củ quả, tức là cho con có một cái xây dựng được một cái ý thức là thân thiện với các loại rau củ quả, có thể là một nửa trái chuối này, có thể là một miếng dưa hấu này, có thể là một chùm nhỏ nho này, có thể là một trái táo này, đều được. Tất cả những thực phẩm đấy đều rất là tốt. Mẹ có thể xem lại cái một những cái clip khác để biết được cái danh mục thực phẩm tàng hình mà con có thể ăn được. Đối với trẻ con á, bữa sáng mà nếu mà bây giờ bạn cho con ăn các loại loại trái cây, thì trước tiên á, là đối với trẻ nhỏ nhé, trẻ mà ở tiểu học trở xuống thì đầu tiên bạn phải cho trẻ ăn những cái loại trái cây ngọt. Đối với trẻ cái vị ngọt là cái vị mà trẻ thích nhất, và khi mà mình tước đoạt những cái vị ngọt khác, bây giờ mình phải thay thế bằng cái vị ngọt từ trái cây. Sau khi ăn những loại trái cây ngọt rồi thì lúc đó trẻ sẽ dần dần sẽ đổi được sang những loại trái cây nhạt hơn, rồi cuối cùng mới là ăn thêm được những cái loại rau củ quả như là dưa leo hoặc là ớt chuông, thì phải là một hành trình thì trẻ mới ăn được. Như như có nhiều bé ở Yobo là đẻ ra thì cha mẹ đã cho ăn ớt chuông cho quen rồi, và những bé mà lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì cũng bắt đầu biết ăn ớt chuông. Họ các bé ăn được rất là ít, bởi vì là cha mẹ ăn theo phương pháp Yobo thì các con cũng có thể ăn theo cái phương pháp đó. Rồi đối với cái bữa sáng như vậy á, thì ngoài cái việc mà mình mà tự nấu cho con, thì ngoài cái việc mình cho rau củ quả vào thì mình cũng phải nhớ rằng là mình có một cái lượng hợp lý. Mình có một cái lượng hợp lý, đấy là một cái điều vô cùng quan trọng. Mình cho con ăn á, thường Anna cho ăn vào chén con thôi. Cái chén nó có thể to hơn cái chén này một chút. Nhưng mà bữa sáng không cho con ăn một cái tô bự làm gì cả. Duy nhất là con sẽ quá quen với một cái hình ảnh là cái phần ăn của con phải rất là lớn. Thứ hai là gì? Tất cả những cái loại hormone trong cơ thể mình á, mà liên quan đến cái cơ chế đốt mỡ, nó được tạo ra, nó được kích thích tạo ra khi con nhìn thấy bữa ăn, chứ không phải là chỉ là cái lượng mà con ăn vào. Đây là một cái phần mấu chốt rất là quan trọng. Khi mà con nhìn thấy có nhiều các loại rau củ quả ở trong đó, con nhìn thấy cái phần chính của con là một chén con, thì cơ thể của con sẽ biết là à, đây là cái lượng mình tiêu thụ. Và chính cái điều đó làm cho cái quá trình trao đổi chất của con nó lành mạnh và nó không bị có những cái nguy cơ giữ cái mỡ quá nhiều trong cơ thể của mình. Rồi đến bữa trưa thì con sẽ ăn gì ạ? Nếu mà ở trường thì con sẽ ăn theo cái khẩu phần ở trường. Còn nếu ở nhà thì mẹ cũng chuẩn bị cho con một cái bữa ăn theo phần. Theo phần một bữa ăn cơ bản là sẽ gồm một chén cơm, một món mặn và một món canh. Lúc nào cái bữa ăn cơ bản của con cũng là vậy mà thôi. Rồi nếu như mà bữa tối thì sao ạ? Khi con về, khi con nếu con đi học thì con đi học về thì mình sẽ tầm khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ chiều là con bắt đầu đi học về. Nếu lúc này mà gia đình không có cơm cho con ăn cơm chiều ngay thì chắc chắn con sẽ chọn nào là bánh gạo này, rồi bánh kẹo này, rồi sữa để uống. Sau khi uống xong rồi thì đến tầm 7 giờ, 8 giờ con mới ăn cơm với gia đình. Thì chính cái điều này làm cho con bị dư cân này. Khi có những cái quan sát trên những cái khách hàng siêu đáng yêu nhỏ tuổi thì Anna thấy rằng là chỉ cần thay đổi được cái giờ ăn của trẻ vào bữa tối thì lúc đó trẻ đã có cái sự thay đổi trong cái cân nặng rất là rõ rệt. Thay vì là trẻ phải ăn bữa tối với gia đình vào lúc 7 đến 8 giờ thì bây giờ cha mẹ làm một bữa ăn cơ bản cho trẻ gồm 3 món như vậy, và cho trẻ ăn lúc 5 giờ chiều, và bữa bữa lớn cuối cùng của trẻ sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều. Được chưa ạ? Cái cách ăn á, thì Anna thường hay làm như thế này. Bao giờ trong cái phần cơm cũng sẽ có một cái phần canh. Và riêng thức ăn cũng như là cơm, Anna sẽ cắt nhỏ thức ăn và trộn vào cùng với cơm và thêm rau nữa. Thế cho nên là cái phần cơm của con trông nó sẽ rất là nhiều. Nếu bây giờ mình giới hạn con là một chén cơm nhá, ba miếng thịt hoặc là ba miếng cá, thì khi con nhìn thấy ba miếng con cảm thấy là rất là ít. Nếu như bây giờ mình cắt nhỏ và mình trộn lên và mình trang trí trên đĩa chẳng hạn, thì trông cái phần cơm của con rất là nhiều và con có cảm giác no, được no ngay từ khi ăn. Nhiều khi các con á, là no bụng mà đói con mắt.
Cho nên là nếu như mình dành thêm thời gian để mình đầu tư vào cái khâu trang trí thì một phần cơm của con có thể trang trí trên một cái đĩa bự, thì khi mà như vậy thì con sẽ thấy là à, cái phần cơm của con rất là nhiều, và rõ ràng là độn trong cái tinh bột là cơm đấy nó còn có thức ăn, nó còn có rau củ nữa. Cho nên là tránh cái trường hợp là có nhiều phụ huynh nói là trẻ nhà chị không chịu ăn rau, thì đây cũng là một trong những cái bí quyết. Khi mà mình cắt nhỏ hết ra và mình trộn vào với nhau ấy, đương nhiên là thể theo một cái tỷ lệ thơm ngon thì trẻ sẽ ăn được hết. Và cũng có những trẻ các bạn ấy sẽ bỏ ra một số loại các bạn không ăn. Thế nhưng này, có một thực tế là tất cả những trẻ nào mà dư cân đều là những trẻ ham ăn. Cho nên rằng là phụ huynh cứ làm thế đi. Mình là đôi khi mình phải thi gan với các con. Đừng có sốt ruột khi vào một hai bữa trẻ nó cảm thấy chán và nó không ăn. Thì mình hãy kiên trì hơn một chút. Và bởi vì trẻ đã ham ăn sẵn rồi, cho nên rằng là rồi thì các bạn cũng sẽ ăn thôi. Và cái phần tâm lý cũng là rất là quan trọng. Một lát chúng ta sẽ nói đến cái cách mà để động viên con ăn được cái bữa ăn như vậy. À, cái này cũng là một cái mẹo mà giúp cho chính con của Anna là bạn Gia Huy, bạn học lớp 2, và cũng với cái cách này mà bạn cũng đã giảm được cân, và quan trọng là bạn phát triển được cái chiều cao chứ không còn là phát triển theo chiều ngang nữa. Và mình cũng rất là bất ngờ bởi vì là các bé ở cái độ tuổi mà lớp 1, lớp 2, lớp 3 ấy, các bé rất là nghe lời cha mẹ. Và có một cái bé lớp 3 mà nặng 60 cân thì bé cũng đã giảm được 5 cân rồi, và bây giờ là cha mẹ đang rất là phấn khởi để tiếp tục đồng hành cùng với bé, cũng với những cái nguyên tắc ăn uống rất là đơn giản giống như Anna vừa chia sẻ với cả các phụ huynh đang xem trong cái chương trình này. Đấy là bữa bữa tối của trẻ. Vậy nếu mà trẻ đã ăn 5:30 tối rồi thì trẻ sẽ đi ngủ lúc nào, và trước đó trẻ có ăn thêm gì nữa không? Đối khoảng 7 giờ tối thì Anna thường là khuyến khích các phụ huynh cho con ăn thêm một chút trái cây nữa. Quan trọng là gì, nếu mà không cho con ăn trái cây mà có cái vị ngọt ngọt ngon ngon á, thì chắc chắn rằng là con sẽ lại đi tìm những cái thứ mà con thích cũ. Và chính bởi vì là mình cho ăn đủ chất rồi thì trẻ sẽ ít thèm. Trẻ vẫn thèm là có hai lý do. Một lý do là bởi vì là cơ thể của trẻ quen với những cái thứ gây nghiện từ một số những cái loại thực phẩm. Và cái thứ hai là trẻ bị thiếu chất. Thế cho nên rằng là nếu mà mình cung cấp cho con đủ những cái loại thực phẩm mà đảm bảo đủ vitamin, enzyme, muối khoáng cho trẻ, thì chắc chắn là trẻ sẽ giảm bớt được cái yêu cầu đòi hỏi với một số những cái loại thực phẩm cũ. Sau 7 giờ tối thì thường Anna không cho các bé ăn gì thêm. Và bé sẽ đi ngủ từ lúc 9:30 đến 10 giờ tối. Cái giấc ngủ của con là một cái phần quan trọng mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, lưu ý và nói ngay sau đây. Cái giấc ngủ của con, các con ngủ là có chu kỳ. Và một cái chu kỳ giấc ngủ á, của trẻ con hay người lớn nó cũng kéo dài khoảng 90 phút. Cho nên rằng là một cái đứa trẻ mà ngủ đủ thì nó phải trải qua khoảng 5 cái chu kỳ như vậy. Như thế thì với một cái đứa trẻ mà em đi ngủ được khoảng từ khoảng 9:30 10 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau em đi học, thì như vậy là mới đủ được một chu kỳ của em. Và bởi vì em ăn cái bữa tối là từ 5:30 chiều cơ, cho nên nếu như mà 9:30 mà không cho em đi ngủ đi á, thì em sẽ lại bị đói và em sẽ đòi ăn đêm. Và nó lại lặp lại một cái vòng luẩn quẩn là vừa ăn xong thì sẽ đi ngủ. Và khi mà như vậy á, thì nó lại làm cho cái nguy cơ mà bị dư cân của em lại còn tăng hơn nữa. Đây cũng là một cái mẹo vô cùng quan trọng. Và có thể lúc bé ăn lúc 5:30 này rồi đến 9:30 đi ngủ thì em hơi bị đói một chút, nhưng mà chỉ sau một tuần thôi là các con sẽ quen ngay. Chỉ sau một tuần là các con đã quen rồi. Phụ huynh chúng ta chỉ cần phải kiên trì khoảng thời gian như thế thôi. Nước uống cũng là một cái phần rất là quan trọng. Tuy nhiên là không cho trẻ uống nước quá nhiều sát cái giờ đi ngủ, tầm khoảng 7-8 giờ, sau đó là mình có thể không cần cho trẻ uống nước hoặc ăn thêm bất kể một cái thứ gì khác rồi. Được chưa ạ? Không cần phải cho ăn thêm bất kể một cái gì khác, để khi mà cơ thể của trẻ ngủ, bộ não của trẻ ngủ thì các cái cơ quan nội tạng cũng được nghỉ ngơi. Và khi cơ quan nội tạng được nghỉ ngơi thì nó sẽ hoạt động được đúng chức năng, chính xác hơn và không bị đòi hỏi những thứ mà quá so với cả cái nhu cầu thực tế của trẻ. Chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng, đó là bạn phải dọn sạch. Dọn sạch cái gì ạ? Đầu tiên là mình phải dọn sạch cái tủ lạnh của mình. Cái tủ lạnh của mình phải không có những cái thứ đồ như là bánh kẹo này, rồi những loại trà, trà như là trà sữa, rồi những cái loại như là đồ uống có ga, một số cái loại đồ uống có ga khá là nổi tiếng, đấy đều là những cái khoái khẩu của trẻ cả. Và trong tủ lạnh bạn sẽ không còn những loại thực phẩm đó, đặc biệt là sữa bò nhé.
Nếu mà trẻ đã đủ lớn rồi thì thực ra trẻ cũng không cần phải uống thêm sữa bò. Nếu bạn muốn cho con uống sữa, bạn có thể chọn sữa hạt, bạn có thể mua một số những cái loại khá là nổi tiếng của Nhật này, hay là ngay ở Việt Nam cũng có thể có, hoặc bạn có thể tự làm một số những cái loại sữa ngũ cốc cho con, cũng rất là dễ làm thôi. Thì bạn phải loại bỏ hết, dọn sạch hết tất cả những cái thực phẩm như vậy, ngay cả những cái món như là pizza này, hamburger, rồi mì Ý, tất cả những món đó đều là những món được gọi là những thực phẩm chế biến. Và với những cái thực phẩm chế biến như vậy thì nó sẽ làm cho cái tín hiệu tích mỡ của trẻ rất là ghê, cho nên mình cũng phải loại bỏ ra hẳn luôn, tức là cha mẹ cũng không ăn luôn. Anna thấy rằng là trẻ con bây giờ cứ mỗi lần liên hoan sinh nhật này thì phụ huynh lại sẽ mua những cái món như vậy đến cho các con trong ăn trong lớp. Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái thách thức cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải có một cái sự cương quyết nhất định. Và khi trong tủ lạnh không có những thứ đó, thay thế bằng những loại trái cây, rau củ, thì chắc chắn rằng là con sẽ phải ăn thôi, đúng không ạ? Chắc chắn là con sẽ phải ăn thôi, bởi vì không có sự lựa chọn khác. Đối với trà sữa chẳng hạn á, thì trẻ bây giờ là uống trà sữa rất là nhiều. Trẻ chưa nhìn thấy cái nguyên nhân, xin lỗi, chưa nhìn thấy cái hệ quả của nó, là bởi vì cơ thể của trẻ đang còn khá là sạch, và cũng có thể nói rằng là cơ thể của trẻ có thể đẩy bỏ được những cái không tốt từ một số những loại thực phẩm. Trong trà sữa có cái chất béo chuyển hóa, và cái chất béo chuyển hóa đó nó cần đến hơn 40 ngày để tiêu hóa. Và phụ huynh thấy rằng là nếu như mà trong người chúng ta mà có cái gì đó nó tồn tại hơn 40 ngày thì nó được tính là cái gì? Rõ ràng nó là trở thành những cái chất độc hại rồi. Và với những cái chất cặn bã và độc hại như vậy, và cứ ngày này qua tháng kia ở trong cái hệ tiêu hóa của trẻ, thì sẽ cản trở cái quá trình tiêu hóa của trẻ, và bắt đầu là nguyên nhân gây ra rất nhiều những cái loại bệnh mà sau này mình sẽ thấy rằng là khi mà trẻ trưởng thành thì trẻ cũng sẽ không được khỏe khoắn lắm so với những bạn mà có một cái chế độ dinh dưỡng được chăm sóc tốt hơn. Với một số những cái phụ huynh mà không có thời gian nhiều dành cho con thì đây cũng là một cái thách thức thực sự. Tuy nhiên mình vẫn phải tìm cách, để chuẩn bị cho con những cái khẩu phần như vậy, để cho con có thể ăn và có thể cảm nhận được là phụ huynh đang đồng hành cùng với con. Vậy là chúng ta vừa mới dạo qua một cái nguyên tắc, một cái bí quyết mà đã được áp dụng trên những cái trẻ đến với Yobo với 3 độ tuổi, là dưới 6 tuổi nhá, từ 6 tuổi cho đến khoảng dưới 12, 13 tuổi, và có cả bé ở độ tuổi 13, 14 tuổi. Những cái trẻ mà 13, 14 tuổi bây giờ mà dư cân ấy, thì các con dư cân rất là ghê. Và có những bé đã giảm được khoảng 10 cân, còn những bé lớp 3 thì có thể giảm được 5 cân. Còn đương nhiên khi mà những đứa trẻ chỉ hơi dư cân một chút thôi thì phụ huynh chỉ cần điều chỉnh như vậy là sẽ thấy ngay là con của mình tự nhiên dài ra. Dài ra một cách mà mình cảm thấy rằng là bất ngờ, vì không hiểu tại sao mà tự nhiên con lại có sự thay đổi như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần rất là quan trọng, đó là phần vận động. Khi mà vận động cho trẻ á, thì bản thân trẻ đã rất là hiếu động rồi. Tuy nhiên phụ huynh phải cho con hiểu rằng là con cần có một môn thể thao, và phụ huynh hãy quan sát để xem là con yêu thích môn thể thao nào, dành thời gian hàng tuần để có thể đi đồng hành cùng con, để cho cái vận động đấy nó sẽ giúp cho trẻ tiêu hao hơn nữa cái năng lượng dư thừa nếu có. Và phần cuối cùng vô cùng quan trọng đấy là đối với trẻ luôn luôn phải có phần thưởng. Phần thưởng là gì ạ? Phần thưởng có thể là những cái món ăn không tốt nhưng mà trẻ rất thích. Trẻ cần phải hiểu rằng là cuộc đời của con, và con có quyền lựa chọn, con có quyền quyết định, và con chịu trách nhiệm. Cho nên là mình vẫn nói là cái thứ đó không tốt nhưng con rất thích, thì khi mà con cảm thấy rằng là những cái nỗ lực con bỏ ra là xứng đáng thì con có thể được thưởng. Tuy nhiên vì nó không tốt cho nên là con hãy ăn ít đi. Và sau một thời gian mà ăn cái chế độ mà nhiều rau củ quả kèm vào, và thay đổi, bỏ đi những cái loại thực phẩm chế biến hàng loạt đóng hộp, và những thực phẩm mà được gọi là có quá nhiều dầu mỡ chiên xào á, thì trẻ sẽ khi mà ăn lại, trẻ sẽ không ăn được nhiều nữa. Và đối với trẻ mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh, chỉ sau khoảng 3 tuần là đã bắt đầu thấy trẻ thay đổi cái khẩu vị rồi. Và sau 3 tháng thì bạn sẽ có một đứa con mới với khẩu vị mới, chứ không phải là đứa trẻ cũ nữa. Thì đấy là những cái phần rất là quan trọng
trong cái chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ để giúp trẻ có thể giảm cân được một cách an toàn và tự nhiên. Chế độ ăn của chúng ta nhiều rau củ quả, tức là sao ạ? Tức là phụ huynh hãy đưa thêm rau trộn vào chúng trong cơm của các con này một cách rất là dễ này. Thứ hai là phụ huynh hãy luôn luôn để một chén canh bên cạnh cái khẩu phần cơm của con. Luôn luôn có một chén canh rau bên cạnh cái khẩu phần cơm của con thì con sẽ luôn luôn ghi nhớ cái hình ảnh đó. Và phụ huynh bỏ đi tất cả những cái loại có cái vị ngọt khác và phụ huynh thay bằng vị ngọt tự nhiên đến từ những cái loại trái cây rau củ quả ngọt, thì khi mà con ăn những loại đó thì con sẽ dần quen với cái vị ngọt tự nhiên và sau một thời gian ngắn thì con sẽ thay đổi được hoàn toàn cái chế độ dinh dưỡng. Khi con ở cái độ tuổi mà khoảng trên 18 tuổi thì lúc đó mình mới nên áp dụng những cái phần ăn kiêng cho con. Còn bây giờ là con đang ở trong một cái độ tuổi mà phát triển rất là mạnh mẽ, cho nên phụ huynh chỉ cần điều chỉnh những cái yếu tố đơn giản như vậy thôi thì tự nhiên bạn sẽ thấy rằng là con mình giảm cân nhanh chóng hơn cả mình nữa, trong khi có khi là mình chưa kịp có thay đổi gì thì con đã có những thay đổi rất là lớn rồi. Và Anna rất là mong bạn sẽ áp dụng cho các bé ở nhà mình và bạn sẽ có cái kết quả tốt. Bạn hãy comment và hãy inbox cho Yobo để chúng tôi có thể biết được là cái kết quả mà mình đã áp dụng và cùng chia sẻ với nhau những cái kết quả tốt. Bởi vì trẻ con thì là mầm non của nước nhà rồi, ai cũng muốn có một cái đất nước mà trong đó có nhiều con người khỏe mạnh. Chúng ta là cha mẹ, rõ ràng là chúng ta có trách nhiệm trong cái việc mà tạo cho con một cái thể trạng tốt nhất cho đến khi con đủ lớn và hiểu về cái cách tự bảo vệ và tự chăm sóc cơ thể của mình. Nếu bạn thấy thích thông tin này thì xin hãy cho Anna một like, share, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Anna để Yobo có thêm động lực nhanh chóng ra những cái video clip mới nhé. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.